Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đoạt mạng trước thềm đại hội 13. Đột tử trên ghế chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn kịp có lời nguyền cuộc chiến đoạt ghế sẽ là cuộc chiến đoạt mạng. Lời nguyền này của Quang được chứng minh khi trong đêm đại tang xét bùa vây trên bầu trời thủ đô Hà Nội. Đại hội 13 ngày càng giống ngưỡng cửa tử thần. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công cán Kiên Giang lại ngã bệnh đến mức giờ tay vẫy vẫy như cào cao gãy cánh. Vậy nhưng cũng như Napoleon của thời Pháp thế kỷ 19 và Putin của nước Nga thế kỷ 21, một khi ta đã có tuột đỉnh quyền lực thì ta không thể từ bỏ, không thể cam tâm từ bỏ họp trung ương, ông ta chỉ có thể ngồi vì hai chân đã không thể đứng dù chỉ vài phút. Ngồi và dậy đời trung ương, nào là đừng tưởng thấy đỏ là chín, nào là đừng nhìn gà hóa quốc, nào là có con mắt tinh đời, nào là đừng chỉ thấy cái mã bên ngoài mà nó che đậy cái sơ sài ở bên trong. Con mắt tinh đời thế nào thì không biết, chỉ biết là lũ người dưới ông giờ đồng lòng, mồm thì bảo nhau một điều tổng bí thư, hai điều tổng bí thư và thượng tôn nguyên tắc giữ gìn sức khỏe cho tổng bí thư. Chay chân, tay chân thì cứ thế lặng lặng chia tay nhau, chia nhau quyền lực, chia nhau thị phần, tóm lại chia để trị, còn ông lên chùa thành phóng. Những thời kỳ chia đều để trị chỉ kéo dài đến đại hội, trong bó đũa phải có cột cơ. Nếu đại hội lần này Trần Nguyễn phân tranh không bên nào thế thượng phong, tất cả sẽ đều đồng thanh tương ứng, nhất là nhất nhất đồng lòng và phổng ngồi thêm nhiệm kỳ nữa cho tọa ý đảng đẹp với lòng dân. Trước khi tọa ý đảng đẹp lòng dân thì cứ phải quyết tử với nhau đã. Để được lòng tất cả các bên, Phạm Minh Chính trưởng ban tổ chức trung ương hồ biến lợi ích nhóm phe cánh thành một khái niệm mỹ miều là quy tụ và bê vào nghị quyết 214 của Bộ Chính trị như một phẩm chất không thể không có, yếu tố, yếu nhân. Thế là từ đó đơn thư tố cáo về phe cánh lợi ích nhóm bị vô hiệu hóa vì giờ làm gì còn những thứ xấu xa đó cuộc chơi trở nên sòng phẳng rõ rệt, anh nào mạnh thì anh đó quy tụ. Quyết tử lần này cũng đặc sắc gấp bội các nhiệm kỳ trước. Với tiêu chuẩn hàng đầu mà nghị quyết 214 đưa ra là giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, đố đồng chí nào dám vi phạm mà xì tin ra cho lề trái. Thời gian qua, thông tin nhân sự toàn là những thông tin nhảm. Giờ các đồng chí chiến đấu với nhau bằng lề phải vừa đúng kỷ luật của đảng vừa xứng mặt hoàn hảo và xứng mặt là hào hán. Võ Văn Thưởng, kẻ bất mãn ngồi ghế trưởng ban tuyên giáo trung ương ngoài việc viết dăm bài chửi động. Những người đồng chí của mình là dân túy thì ngày ngày ngồi uống nước nhạt tọa sơn quan hồ đấu. Truyền thông trong nước được dẫn dắt bởi cái gọi là chống tiêu cực để trở thành hoặc công cụ cho phe phái, hoặc làm phiền, hoặc cả hai. Đến người chết rồi mà cũng còn bị dựng lên để sung trận. Vụ án Hồ Duy Hải là một ví dụ điển hình. Con trai của Lê Minh Chí, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tử nạn ở tuổi 29, chưa kịp lập gia đình, không biết chết còn có giúp Trí hiểu được nỗi đau về những cái chết oan Khiên ở bưu điện cầu voi 12 năm trước khi mà chính trí Chí đột nhiên phất cờ cứu kẻ tạm gọi là đương kim hung thủ. chỉ làm vậy không phải vì chính nghĩa hay lý tưởng cao đẹp gì mà chỉ là cố lập công với họ Trần để không phải gia nhập câu lạc bộ sĩ quan sau khi hết nhiệm kỳ. Ghế chưa nhìn thấy đâu, chỉ thấy đời cha ăn mặn trời đời con khát nước. Cô hai cô gái ở bưu điện cầu voi chết thảm khi mới đôi mươi họ cũng chưa lập gia đình họ bị cứa cổ cho đến chết không một ai quan tâm đến việc họ đã chết oan không một ai quan tâm đến việc hung thủ phải đền mạng mà chỉ dựng họ dậy để hạ bệ lẫn nhau bất công như vậy đến tận trời xanh cũng phải nhỏ lệ không bàn đến chuyện hồ di hải có phải là hung thủ hay không chỉ thấy vụ án này là sự lão luyện của các tay bạc già trên chính trường việt nam truyền thông trong nước vào cuộc rất hăng cứ như là các anh hùng thời loạn tả sung hữu đột không phải để kêu oan cho hai cô gái mà kêu oan cho hung thủ giới văn nghệ sĩ thì vào cuộc vì vẫn mang ảo tưởng thế tiền hành đạo và có cả những kẻ đầy toàn tính cơ hội trong đó Trần Đăng Khoa là một ví dụ, sau khi được hứa hẹn cho chiếc ghế chủ tịch hội nhà văn, Khoa lập tức trở thành game thủ, quyết giải cứu hung thủ trong trò chơi đoạt ghế ở Thượng Tăng. Còn các đồng chí đức cao trọng vọng của chúng ta nhân danh công lý cũng như phe nhóm nhân danh quy tụ để chiến đấu bất chấp việc các thế lực thù địch, nhân đây là mồi ngon để chống phá đảng và nhân nước của ta. Xem ra ta cũng coi đảng ta là cái đinh dị một khi ta không có được ghế. Con mắt tinh đời là ở đây, chưa còn ở đâu nữa. Họ Trần và Liên quân miền Bắc hiện thúc thủ Hoàng Trung Hải, xác sống, biết đi 5 lần 7 lượt xin nghỉ để có hai chữ bình an, nhưng vẫn bị đóng đinh tại trận vì còn Hải là một lá phiếu trong bộ chính trị bỏ cho Thái Bình quê ta. Giá treo cổ đã chờ sẵn khi chiếu bạc tàn canh. Đó đây đã bắt đầu rầm dàn tin khởi tố Hoàng Trung Hải. Hai lá phiếu khác cho Thái Bình quê ta, một là Vương Đình Huệ, ứng viên thủ tướng, đã bắn đi thế chỗ Hải làm bí thư Hà Nội và không hẹn ngày trở lại. Hai là Nguyễn Văn Bình, soái ca sẽ ngồi ghế trưởng ban kinh tế bền lâu. Phạm Bình Minh mãi ngụp lặn trong các cuộc viễn trinh lúc vãn hồi mới ngỡ ngàng ơ các anh chia ghế mà không sắp ghế cho em ừ thì chú có công mang chuông cho ghế chủ phó chủ tịch thường trực quốc hội an hưởng tuổi già nhé lửng lơ giữa hai dòng nước tô lâm bộ trưởng bộ công an phải mang bộ dạng sói đội lốt cừu nín nhịn chờ thời vụ án avg vẫn treo lơ lửng trên đầu bởi hai tướng bình thích thả thòng lọng lúc nào là thả tướng Nguyễn Hòa Bình khi được Quốc hội bầu làm tránh án Tòa án Nhân dân tối cao năm 2016 nói đại ý Tôi và người tiền nhiệm là tránh án Trương Hòa Bình đều mang tên Hòa Bình Chắc cũng là ý trời cho tòa những năm tháng không đâm chém, không gươm đao, thiên hạ Thái Bình mà cây muốn lặng gió chẳng đừng, chân dung quyền lực dựng lên bởi các tướng lĩnh ăn không được thì đạp đổ trong ngành công an, đập thẳng vào hòa bình. Công an không phải là lực lượng bảo vệ chế độ mà là lực lượng ăn tiền cực lực của chế độ. Miếng ăn lại là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Ngành này chống tham nhũng ở đâu là vì ở đó công an không thò vào được, vào đó cái vòi bạch tuộc tham nhũng. Bút thủ Nguyễn Như Phong, một cái bút chủ lực của chân Dung quyền lực ăn tiền của bên nào thì bên đó lụi. Ăn tiền của Đinh La Thăng thăng vào tù, ăn tiền của trần đại quang quang đột tử phong vẫn sống lại nhảy bài ca ơn đảng và lớn tiếng dậy đời các thế lực thù địch hóa ra toàn là những người trong đảng đúng như đúc kết của ông họ trần thường trực ban bí thư trần quốc vượng ứng viên số 1 vương vị tổng bí thư toàn là tự ta lật đổ ta những kẻ mà truyền thông lề phải vu là chống phá chế độ như người buôn gió, xét ra ngoài tội tung tin mua vui cũng được một vài chống canh thì vẫn đáng quý hơn gấp vạn lần các đồng chí của ta. Gió còn giữ được ở trong lòng những điều tốt đẹp, thích uống trà mạn, yêu quê hương Việt Nam. Vẫn còn đó lời nguyền của kẻ đột tử, ghế có được có thể phải trả bằng sinh mạng không có cái chết nào đến nhanh hơn cái chết đến từ lưỡi dao của những người đồng chí. Cứ khoác áo chính nghĩa mà chiến đấu với nhau đi. Các nhà dân chủ thời kỳ này có lẽ nên tạm nghỉ, không cần phí sức, cứ yên trí. Tổng bí thư tương lai đã nói rồi, tự tà lật đổ ta. Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự của Đại hội 13 trên trang web của Vietnamnet ngày 7 tháng 7 năm 2020 có bài không để lươn trạch trèo cao như Tổng Bí Thư đã yêu cầu. Đến nay, quy định về nhân sự trên hội đảng đã tương đối hoàn chỉnh, cụ thể, kể cả những vấn đề những nhiệm kỳ trước chưa rõ, không thể đồng đo đếm được cũng đã được khắc phục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nói như vậy khi trao đổi với Vietnamnet về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13. Thế hệ trẻ đủ sức cánh vác trọng trách cha ông giao phó. Khi nói về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đề cập đến thời điểm chuyển giao thế hệ là người theo dõi nhiều kỳ đại hội đảng Ông có thể nói rõ hơn về điều này. Thực ra thì Nguyễn Phú Trọng nói là sẽ truyền cho những thế hệ trẻ hơn để lãnh đạo đất nước, nhưng thực tế ông là một kẻ cố quyền, tham quyền cố vị, ngồi nữa ngồi mãi. Và có lẽ theo nhiều những nhà phân tích chính trị ở Việt Nam thì ông đang cố gắng để ngồi tiếp ở nhiệm kỳ 13 tới đây, mặc dù đi không nổi, nằm viện nhiều hơn nằm ở nhà chứ đừng nói là đi làm. Đúng vào thời điểm này có sự chuyển tiếp giữa thế hệ cán bộ sinh ra lớn lên được rèn luyện trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và các nước xã hội chủ nghĩa anh em trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra lớn lên trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn nhiều nước, có thể chế chính trị khác nhau. Nhưng cũng không lo lắm bởi vì đội ngũ cán bộ hiện nay đã qua rèn luyện thử thách và chỉ những người đủ phẩm chất uy tín ngang tầm nhiệm vụ mới được giới thiệu vào cấp ủy. Tôi nghĩ với sự chuẩn bị bài bản thế hệ kế cận hiện nay đủ sức đảm đường gánh vác được những trọng trách mà thế hệ cha ông giao cho, tôi cho rằng đấy chỉ là một điểm đáng lưu ý chứ không phải là cái gì to tát đáng phải lo. Rõ ràng thế hệ trẻ có lợi thế là được học hành bài bản nhưng còn về mặt phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tư tưởng theo ông có điều gì đáng lưu ý hay không? Một trong những tiêu chuẩn với đảng viên nói chung và nhân sự được quy hoạch vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng nói riêng là phải kiên định chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định cương lĩnh đường lối của đảng. Đây là ba vấn đề cốt lõi nhất mà Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn. Đó là theo lời nói của các đảng viên, còn nhân dân có lựa chọn hay không thì chúng ta cần phải xem lại. Trong thực tế đúng là có những ý kiến dao động, có những người lập trường quan điểm không vững vàng, thiếu kiên định do chưa được rèn luyện trong thực tế, kể cả những người được đào tạo bài bản để khắc phục tình trạng này, Đảng đã có nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp là đào tạo để lựa chọn những đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương như vừa rồi. Chúng ta làm quy trình giới thiệu cán bộ nguồn, cán bộ cấp chiến lược. Những nhân sự này đã được bồi dưỡng qua 4 lớp, chia thành hai đợt và hiện đang đào tạo thêm một lớp nữa. Nhưng học là một chuyện, vấn đề là xem thực tiễn hàng ngày. Những nhân sự này có kiên định không mới là ý nghĩa quyết định. Nếu những người không kiên định về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không kiên định mục tiêu độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội, không kiên định với cương lĩnh đường lối của Đảng được giới thiệu vào Trung ương thì đấy là điều rất nguy hiểm cho Đảng. Đây cũng là một trong 7 điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lưu ý không để lọt vào trung ương bộ chính trị khóa 13, đó là kiên quyết không để lọt vào trung ương những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng. Điều đó cho thấy tiêu chuẩn được coi trọng đầu tiên là nói đến phẩm chất chính trị chứ không phải là đến năng lực, nghị quyết trung ương, cũng nhấn mạnh phẩm chất chính trị đầu tiên rồi mới đến năng lực. Ông Hồ Chí Minh ngày xưa cũng nói đến đức trước, đức là gốc rồi mới đến tài. Người không có đạo đức khó sửa lắm. Còn người không có tài, chưa đủ tài thì có thể đào tạo bồi dưỡng để trở thành người có tài. Cần có con mắt tinh đời. Không nói đến nhân sự đại hội của Đảng, vấn đề dư luận quan tâm là làm sao để không để lọt vào khóa mới những nhân sự bị kỷ luật như vừa qua. Một trong những điểm nổi bật của nhiệm kỳ 12 Bộ Chính trị Trung ương, Bộ Chính trị rất chú ý đến công tác cán bộ đã ra một số nghị quyết cũng như nhiều quy định về công tác cán bộ. Cụ thể, Trung ương ban hành một nghị quyết chuyên đề về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ. Đồng thời ban hành nhiều quy định như quy định về 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành Trung ương. Tại hội nghị trung ương 12 vừa qua, trung ương đã thảo luận đánh giá công tác nhân sự khẳng định những ưu điểm đã đạt được, nhưng đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác nhân sự khóa 12. Một trong những hạn chế, khuyết điểm là thẩm tra đánh giá cán bộ chưa tốt, dẫn đến tình trạng để lọt vào trung ương bộ chính trị, thậm chí lọt vào cả bộ chính trị những người không đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Khóa này chúng ta đã xem xét kỷ luật hai ủy viên bộ chính trị đó là Đinh La Thăng đang chịu án tù, ông Hoàng Trung Hải bị cảnh cáo. Sai phạm của hai ông này không phải xảy ra khi bầu vào ủy viên bộ chính trị mà trước đó từ khá lâu. Điều đó cho thấy công tác thẩm tra đánh giá cán bộ có vấn đề. Một khuyết điểm nữa là hội nghị trung ương 12 chỉ rõ là tình trạng vận động lôi kéo bằng động tác này, động tác khác để cả quà cáp và ta đã có và đã từng thấy và gọi là tình trạng chạy trọt vào Bộ Chính trị Trung ương. Thậm chí Bộ Chính trị đây cũng là khuyết điểm của Tổng Bí Thư còn dùng hình ảnh để cho những con lươn, con trạch lươn lẹo và trèo cao, lên cao và trèo lên tận Bộ Chính trị. Rút kinh nghiệm lần này, Trung ương ban hành một số quy định chặt chẽ hơn như quy định 205 về chống chạy chức chạy quyền, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Hay như quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Quy định này quy định rõ tiêu chuẩn của ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị và có cả tiêu chuẩn của cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, rất cụ thể từng chức vụ để khắc phục khuyết điểm về nhân sự trong khóa 12 và các khóa trước, hội nghị trung ương 12 vừa qua đã thống nhất kiên quyết không để lọt vào bộ chính trị trung ương những người có những trong bảy khuyết điểm như sau: người có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực, xu nịnh chạy trọt, tham nhũng quan liêu cục bộ, vận động cho cá nhân phe cánh lợi ích nhóm, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Tức là theo ông, khóa mới sẽ không còn những nhân sự như ông Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Anh. Về mặt lý thích, kỳ trình quy định đến giờ phút này tương đối hoàn chỉnh. Cụ thể, kể cả những vấn đề những nhiệm kỳ trước chưa rõ, không thể đồng đo đếm được. Chẳng hạn như thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa thì nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cũng đã chỉ rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa hay quy định 205 quy định rất rõ 6 hành vi của chạy chức chạy quyền và 8 hành vi bao che cho những chạy chức chạy quyền, quy trình 5 bước. Những điều đó để nói rằng tinh thần của trung ương và cũng là mong mỏi của toàn dân là phải lựa chọn được những người vào bộ chính trị trung ương, bộ chính trị ban bí thư khóa 13, những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức lối sống, thật sự tiêu biểu về năng lực uy tín, nói gọn lại theo lời của ông Hồ Chí Minh là đủ đức, đủ tài. Nhưng vấn đề khó nhất là làm được hay không. Quan trọng nhất là người thực hiện quy trình quy định phải có ý thức rất cao thì mới hy vọng chọn được những người đủ đức đủ tài vào bộ chính trị, ban chấp hành trung ương. Nhưng chúng ta cũng đừng tuyệt đối hóa vấn đề, đừng có lý tưởng hóa cho rằng tới đây lựa chọn những người sáng, người tất cả khó lắm, bởi vì đánh giá con người, đánh giá cán bộ rất khó, không đơn giản. Như ông Tổng Bí thư đã từng nói, đừng thấy đỏ mà tưởng chín nên nói như kinh nghiệm của cha ông ta cần có con mắt tình đời thì mới phát hiện ra những người phẩm chất tài năng hồ chí minh là một mẫu mực có con mắt tình đời phát hiện cán bộ giao việc cán bộ quá tình đời ví dụ điển hình là một thầy giáo về xã hội nhân sự như đại tướng võ nguyên giáp Hồ Chí Minh đã tinh đời nhìn thấy được tiềm năng, khả năng của ông Võ Nguyên Giáp để giao chức Bộ trưởng Quốc phòng và những chức vụ khác. Nhưng sau đó thì chính những tay chân ở dưới thời của ông Hồ Chí Minh đã đẩy ông Võ Nguyên Giáp xuống bên dưới và một cách khác đó là đã sỉ nhục ông Võ Nguyên Giáp bằng cách đưa ông này làm một chân trong Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Bộ Sinh hoạt Uh, sinh 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 sản và kế hoạch tức là ngày xưa có từng có từng một câu nói đã từng nói rằng ngày xưa đại tướng cầm quân ngày nay đại tướng cầm quần chị em vì phải bị đẩy bị đầy đi làm ở bên sinh đẻ có kế hoạch cho nên võ nguyên giáp đó là một kiểu đầy mà chính cấp dưới của hồ chí minh đã làm điều đó và hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội 13 sẽ cố gắng khắc phục hạn chế những trường hợp như Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh để lựa chọn vào Bộ Chính trị Trung ương, Bộ Chính trị khóa mới những người thật sự xứng đáng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp